Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh đã thực sự phát triển mạnh mẽ. Từ nguồn vốn khuyến công quốc gia và của tỉnh đã kịp thời hỗ trợ tích cực vào quá trình đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp bền vững, cũng như quảng bá, nâng cao năng lực hoạt động của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm và tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghiệp phụ trợ, cùng với nguồn vốn tự đối ứng, công ty cổ phần tự động hóa DT Vina, thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc đã được hỗ trợ nguồn vốn 170 triệu đồng từ nguồn kinh phí của chương trình khuyến công năm 2023 để đầu tư mua mới hai máy cắt dây thép bằng tia lửa điện CNC model GS4563AC. Với nhiều ưu điểm vượt trội so với các máy cắt thông thường, máy CNC model GS4563AC cho ra sản phẩm có độ chính xác cao, vận hành ổn định. Qua đó giúp doanh nghiệp chủ động trong việc đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, không phải đi thuê như trước đây. Và khi nhận được vốn thì công ty đã mua hai máy cắt dây. Trước chưa mua thì hay thuê, hay phải thuê đơn vị ngoài. Thì mỗi tháng thuê thì rơi vào khoảng 100 đến 120 triệu. Mà từ khi mà mua hai máy về thì sẽ không phải thuê nữa. Và cái chi phí là được tiết giảm. Và dự kiến thì trong vòng 3 tháng thì sẽ hoàn vốn lại được một máy. Việc đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị mới vào quá trình sản xuất đã giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện mẫu mã, chất lượng và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Từ đó góp phần tạo điều kiện để đơn vị từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng lợi nhuận. Doanh thu dự kiến của công ty sau khi ứng dụng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất sẽ đạt 900 triệu đồng một tháng, tăng gần gấp 2 lần so với trước đây. Năng suất trung bình tăng từ 25 lên 50 sản phẩm một tháng, tạo việc làm ổn định cho 25 nhân công với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng một người một tháng. Trước đây thì bên phía doanh nghiệp thì đã từng nghĩ đến mua, nhưng mà khi mua thì thiếu vốn. Công ty thì nằm ở trong làng văn hóa kiểu mẫu của xã Đồng Cương. Đấy thì là các anh cũng cho tiếp cận những cái chương trình khuyến công của Sở Công Thương. Và may mắn thì là công ty cũng đạt được cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn của bên khuyến công đề ra, và bên khuyến công cũng đã hỗ trợ vốn rất kịp thời để mà công ty mua máy mới. Là doanh nghiệp mới được thành lập và đi vào hoạt động cuối năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu mới Havia ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo là đơn vị chuyên sản xuất keo dán gạch và keo trà mạch. Được tiếp cận với nguồn kinh phí hỗ trợ 660 triệu đồng từ chương trình khuyến công địa phương năm 2022, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, hoàn thiện dây chuyền sản xuất có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đã giúp công ty chủ động lên kế hoạch sản xuất và thời gian biểu cho các đơn hàng một cách kịp thời, hiệu quả, giúp tăng năng suất, giảm sức lao động công nhân và đưa doanh thu của công ty lên khoảng 40 tỷ đồng một năm, tạo việc làm trực tiếp cho từ 10 đến 12 lao động. Tiếp cận thông tin từ trên cổng thông tin điện tử cùng với sự tuyên truyền của địa phương, chúng tôi đã tiếp cận được nguồn vốn khuyến công của Sở Công Thương. Nguồn vốn này đã giúp cho doanh nghiệp chúng tôi đầu tư về máy móc và mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động ở địa phương. Triển khai thực hiện Nghị định 45 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công giai đoạn 2012-2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện hỗ trợ kinh phí 30,74 tỷ đồng cho 317 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Qua đó thu hút được trên 258 tỷ đồng vốn đối ứng của doanh nghiệp. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ cho 7 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 2,25 tỷ đồng. Theo đánh giá của Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã tác động lớn tới sự phát triển của ngành công nghiệp nông thôn tỉnh. Các cơ sở, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến các đặc sản của tỉnh, đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất,
từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, nhiều cơ sở đã mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa. Đáng ghi nhận, một số cơ sở đã từng bước tiếp cận được thị trường xuất khẩu. Trình độ, năng lực quản lý sản xuất, kinh doanh được cải thiện, cũng như thương hiệu sản phẩm ngày càng chú trọng, quan tâm hơn. Về thủ công mỹ nghệ, về sản xuất ra hàng hóa, về đáp ứng về cái thị hiếu cũng như là cái nhu cầu của thị trường thì họ cần phải nâng cao cái máy móc để đáp ứng được cái thị trường. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần trong cái việc đầu tư mua sắm máy móc đó để cho cơ sở bớt cái phần nào khó khăn cũng như là động viên khuyến khích cái cơ sở đó về kinh tế cũng như là về cạnh tranh. Vì hàng hóa có đạt tiêu chuẩn, có đạt chất lượng hay không nhờ vào các cái công nghệ, nhờ vào các kỹ thuật và nhờ vào cái máy móc tiên tiến trong cái thị trường hiện nay. Mà bây giờ như các cái đơn vị thủ công mỹ nghệ thì họ vẫn là 100% là sản xuất bằng thủ công. Thì bây giờ xã hội nó đã có những cái máy gần như là thay thế một phần của cái việc sản xuất đó. Thì họ đầu tư được thì sẽ tiết kiệm được nhân công và tiết kiệm được chi phí. Giúp đấy cái giá thành cũng như cái sản phẩm nó cạnh tranh hơn với thị trường. Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn khuyến công cũng như tăng cường khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tham gia đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả chương trình khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ ngành nghề, sản phẩm có khả năng, triển vọng phát triển. Trong đó, ưu tiên các cơ sở sản xuất sản phẩm mới mà địa phương có lợi thế, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, phát triển đời sống văn hóa, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển và gia tăng giá trị sản xuất.